kính này là một vật rất quan trọng khi vào sân, nó làm bằng nhựa dẻo và khi vào sân khi bạn bắt đầu trận đấu thì là bắt buộc phải đeo vì nó tránh tình trạng là đạn nó bắn vào mắt của bạn gây thương tích. Xin chào quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt ở trong một trận chiến súng sơn. Mặc dù chỉ là một trò chơi thôi, nhưng tình thế lúc này đang rất là căng thẳng. Quý vị có thể nhìn thấy lúc này thì tay của tôi này, áo, tóc và kính đều đang dính rất là nhiều sơn. Và tôi nghĩ là tôi phải chọn vị trí ở phía cuối cùng của sân nhà, nơi có rất nhiều những chướng ngại vật bảo vệ mình thì mới đủ an toàn để nói với quý vị là quý vị đang theo dõi chương trình Thích Thì Thử với trải nghiệm của bộ môn súng sơn. Mình bắn như nào anh này chỉ cho em được không? Để bắn được đầu tiên là bạn phải tháo chốt an toàn ra, đó là điều quan trọng đầu tiên. Đây là chốt an toàn, đang màu đỏ là đang bắn là để bắn được. Thứ hai là đây là bình đạn. Bình đạn bạn mở ra và đổ đạn vào đây. Bước vào bạn đóng sập một cái là đạn sẽ không bị rơi ra. Còn đây là vũ khí chính là bình ga này. Bình ga này sẽ trực tiếp đẩy đạn ra bắn ra để viên đạn bay ra được. Còn cách bắn thì là thứ nhất là viên đầu tiên của bạn bắn ra thì luôn là viên để thử và viên để chỉnh thước đo của bạn. Hai viên sau là để bạn kết liễu quân kẻ thù. Thế em chỉ cần cứ giơ thẳng thế này lên là bắn thôi đúng không anh? Gần như là tạo một tư thế thoải mái nhất cho bạn có thể. Là vì là bình ga là rất to, cho nên là thường như mình sẽ để vào phần bắp, dí phần thế bắp. Này đấy ạ. Thế này đúng không anh? Đấy, gần như là thế. Thế trước từ nãy thì đội mình có chiến thuật gì cho anh? Hiện tại là vì là bên mình đang chấp họ hai người, đang đánh hơn kém hơn họ hai người, cho nên mình đang phòng thủ, đợi khi mà có quân địch hy sinh nhiều sẽ được tấn công trở lại. Em hiểu rồi, thế này đúng không anh? Bây giờ em nghĩ là mình phải xông lên thôi, mà chúng ta lại chiến thắng phải không anh? Ok. Trò chơi nhưng mà cảm thấy rất là gay cấn á, cảm giác bị bắn vào rất là đau, rát một tí. Mình nghĩ các bạn gái nên hãy thử một lần chơi trò chơi này để biết cảm giác như thế nào. Súng sơn thì vỏ ngoài làm bằng nhựa. Bên trong là một nước sơn. Đạn đấy bắn vào người thì nó khi vào giáp hay là vào bất cứ lâu thì nó sẽ vỡ ra. Thì như thế là sẽ ghi nhận là bạn hy sinh. Thì trọng tài đứng trên cao thì là sẽ hô những người bị bắn. Và thường những người bị bắn sẽ là giơ tay súng qua đầu và đi ra ngoài sân.
Rất là mệt. Lần đầu tiên tôi chơi môn thể thao mà lại ra nhiều mồ hôi đến thế. Tôi cảm thấy mình thở nhiều hơn là nói. Cảm giác lúc này rất là tuyệt, rất là thú vị. Tôi nghĩ là sau khi chơi trong môn súng sơn, biết là thế nào nhỉ? Tôi nghĩ mình giảm được rất nhiều cân và đúng là phải có thể lực. Bạn mới có thể chơi được môn này, phải chạy rất nhiều. Khẩu súng thì rất là nặng. Ngoài ra thì bạn còn phải rèn mắt mình này, trí óc mình này, tưởng tượng tốt hơn này, nhìn tốt hơn. Và tôi nghĩ đây là môn thể thao tổng hợp rất là tuyệt vời. Đặc biệt là nó sẽ thích hợp đối với số đông. Nếu như quý vị và các bạn cũng cảm thấy như tôi hay là vẫn chưa tin vào những điều tôi nói thì còn chần chừ gì nữa, hãy đến ngay bãi súng sơn này cùng Thích Thì Thử với môn súng sơn nhé.